Xin chào tất cả các bạn, mình là Tính, mình đến từ Trung Tính nha. Đây là cái men của Tana nha. Đa phần cho anh em trên giúp mình biết Tana nha. Tana cho em quay video luôn. Quay video cho Tana. Tana gửi lên cũng cả chục cái này, giờ mình làm tiếp nha mọi người. Tới đâu hay tới đó nha. Cái này Tana nói là không lên. Men gì thì không biết luôn. Quá kỹ rồi. Đây là Giga H81 nha. Giga H81. Cái mét sát để lấy chở cái gì ra. Rồi, kích nguồn thôi nha. Men kích nguồn chạy. Men kích nguồn chạy. Tana nó cũng quần nè, nhựa thông được tùm lum nè. Rồi nguồn game. Có nha. Men lên kích tắt nha. Nguồn nguồn chưa bu có men khá gỉ. Áp hầu như ra đủ nha mọi người. Mọi người khá gỉ nè. Hai ô gỉ quá nha. Thay vì mình phải IO mình phải vuốt nha. Cái này mình làm miếng vuốt mình khò luôn cho nó lẻ. Đỡ mất thời gian. Chót rồi nó biết nạp đúng không à. Ok mọi người. Cái này là do IO gỉ. IO gỉ khi cái tình trạng tắt luôn. Mình thử cái này. Thử thử
thời gian này. Katana cứ test trên win đây là test sau được. Giờ test tôi chạy trước đi. Bên mình chạy nha. Cạch mạng nhận nè. Một phím nhận nè. Phím nhận nè. Đây mà thử hai phím luôn. Ok, phím nhận hai cái nè. Có một cái một cổng một khe gam bên đây không nhận nè. Một khe gam. Vệ sinh cho người ta nào luôn. Nhà Tana test là sao? Tí mình test là sao mọi người? Đỡ mất thời gian. Quá kỹ à. Để nguyên cùng mướp luôn. Tana không hết mình sẽ làm hai phần trên hai video. Ui da, một kỹ quá thì kỹ. Mẹ gái cho anh chị anh liêu nó mắc quá, quá kỹ à. Gì đây? Nghe tiếng beat không lên hình, nghe tiếng beat không lên hình. Thì mình phải test cái nha mọi người. Kích có chạy không để chết Cebu mình nha. Cebu cũng 200 ngàn rồi. Rồi kích nguồn chạy. Nghe tiếng beep mà không lên hình. Mình sẽ mình đưa sửa ra một phần đi. Chạy nè, thấy chạy thấy thương không? Chắc như Cebu hư cây gam đúng theo ngoài quá. Cebu nó vẫn hư một cây gam mọi người. Không chạy nha. Rồi ok, mình sẽ nạp yốt cho cái men của này nha. Nạp rồi biết rồi luôn nè. Không biết nạp đúng không nữa. Cách đầu cách đơn giản nhất đó. Mình là mình phải nạp lại cái file chỉnh của mình. Cái file là mình nạp hàng ngày á. Nó là gì? Mình nạp hàng file mình nạp hàng ngày á. Mấy cái men này Tana nó cũng quằn rồi nên là sẽ mất thời gian một chút. Mọi người chờ một chút. Đôi khi tốn thời gian nhưng mà mình phải làm.
Để mình làm cho Tana xem. Cô phạm sai làm gì? Ui. Cái chân này BIOS này nó dơ quá mọi người. Nó báo lỗi cái H61, H81, DS3 nha. H81 3.0. Mình có cái sụt chạy thì mình nên mình nạp cái sụt mình vô. Chỉ ấp được bao nhiêu phút thôi, chứ không ấp được nhiều nữa. Hai con BIOS mình chỉ cần xài con M thôi, không cần xài con B nha mọi người. Bây giờ mình tiến hành vệ sinh cái socket nha. Nãy mình về chưa vệ sinh, mình tính để vô thử như lời Tana nói không, là báo gam không xuất hình, kêu tiếp mà xuất hình, tức là kêu gam mà. Hết xăng rồi, hết xăng mà cũng hết mua được luôn rồi. Tôi sao tôi sửa xong về cho anh em tự vệ sinh quá. Bây giờ Sài Gòn đóng cửa cách ly hết rồi, không làm gì được trơn. Tới cũng được, lui cũng được đó. Đầu thiệt chứ. Sửa xong không đồ vệ sinh luôn. Ông mua cái chục chai mà để hôm ngày mình đang ở trong nhà mấy tháng rồi. Vẫn còn báo game nha. Áp trên khe gam đủ mọi người. Cái nó không nhận, nó không chạy nữa, có một phần nó cũng phải nó báo nhận ra nha, không nhận ra nha.
lâu quá mà không qua ga mà. Cái này nó chờ boot tới ga mà không boot được nha mọi người. Nó boot lâu nè, socket. Socket đang không nhận ram nha. Tín hiệu về ram ok rồi. Cái này là bị đứt két nha chứ không phải ram nữa. Có mấy chân cong nè. Một mé bên đây nó cong. Vì mình gắn cho chanh. Dán không được nha. Cái khe ram là nó nằm ở trên chân số 7. Mình vừa kiếm chân số 7 nha, mở sơ đồ, đang mở sơ đồ nha. Mình coi nguồn cấp về nam, ram nắp về nam ok chưa. Đây cậu chị đây ok nha. Nó thông qua con điện trở EGEN. EGEN 25 không con chở này nha. 102 con chở 102. Trời mười mấy phút rồi. Kịp giờ rồi. Dạ. Chắc mà phải làm 32 video quá à. Rồi xuống vậy.
cái đường Esmeralda, Esmeralda á, nó đi về Nam. Bây giờ trên cái nguồn cấp ngầu, nguồn gam thì ok hết rồi. Bây giờ mình đang nó thông qua chở Nam nè. Giờ mình tiến hành thay chở. Thông qua chở nha. Thứ hai nữa là nó coi con gì ta, con EG, con điện chở EG NG122 nữa, để mình xem con chở NG122 nằm ở đâu. NG122 nằm trên đây. NG122 các bạn. Về đây có 33, chở về đây có 33 nha. Con chở này có 33 luôn rồi. Cái con này thì bị lỗi Nam nha mọi người, chở ăn vào Nam nha mọi người, đã tín hiệu hết, chở gì Nam không có nha. Rồi ok, video mình tới đây thì xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy hay cho mình xin một like đăng ký nha, để mình làm thêm cái video khác. Tana mười mấy miếng mình làm sẽ làm nhiều video luôn. Đây mọi người để ý nè, một đống khe công nè, thấy không? Nhưng mà chở về Nam ok, tiến hành câu về data mà data lock về Nam ok hết rồi, nhưng mà vẫn cộng khơi không nhận nha. Ô sao con giờ mới thực ra thấy cái sốc chết dơ vậy. Chùi xong mà xăng sao thấy sốc chết dơ, thử test lại cái nữa ngay. Nguồn cấp Việt Nam ok rồi, nguồn cấp trên xe gam đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Có thể hấp chip Nam để ngồi không được thì mình rảnh mình hấp chip Nam luôn. Thôi mọi người, này để mình chấp Nam mọi người. Anh em mọi người xin cho mình like đăng ký nha, để mình làm thêm những cái video nữa. Ok, chào tạm biệt mọi người. Tiếp tục các mọi người. Chào mọi người, mình đã tính rồi, trung tính. Đây là clip của Tana, phần 2, phần 3 nha. Mấy men của Tana chỉ mà chua nha, làm mất thời gian nha mọi người, nên là cái clip ra hơi dài chút, không phải dễ ăn đâu nha. Gì? Công suất két không lên hình. Công suất két không lên hình. Đâu công suất két sao đâu. Trời ơi công suất két dữ vậy em trai. Bây giờ sửa lại sơ sơ thôi nha. Cái này chắc cú lại được một khe gam thôi à. Chứ cái anh quá công suất két rồi. Tana ơi, Tana ơi. Rồi, ok mọi người. Cạo luôn. Công suất két này có thể chạy được một khe gam là hết lốc. Muốn hơn nữa cũng không được nha. Kích nguồn ok nè, để xu vô luôn.
Để sẽ buông vô kích tắt nha. Để sẽ buông vô cái kích tắt liền. Rồi bây giờ mình kiểm tra nguồn. Rồi nguồn này lên 2.4 rồi nè, lên 2.4 luôn rồi, nguồn này lên 2.4 luôn nè, quá cao rồi. Ta này thì phải đi 2-3 lít quá à. Biến thay chở mà làm thải trước coi áp nó về đủ hay không mình tính tiếp, không được mình phải buộc lòng người thay thôi. Nguồn win ok nè. Mất nguồn này vẫn còn áp cao quá nha. Bây giờ mở sơ đồ lên coi con nào đâu. Còn chở giờ mình làm cho cái mức áp của con này về áp chuẩn với nhau rồi. Chạy chút là thấy đường. Con chở là 19EG, 191, EG, 192. EG191, EG192 nằm đây.
về vô con nè, thấy không? Vô con gửi rồi. Nãy là 2/4. Mà này bị cong socket nữa chứ mới đau chứ. Có thể chạy được 1-2 gram. Chữa cháy được. Vẫn còn tình trạng kích tắc nha. Để sơ bu vô nó vẫn còn tình trạng kích tắc nha. Buồn nó áp chuẩn nè. Sao mắc mùa su rồi? Đang bị mắc mùa su nha mọi người. Đang mắc mùa su nha. Đi coi con cặp chở này có không. Đang bị mắc mùa su. Thì sẽ là mùa su bu này không còn nó đau chứ. Bây giờ thay cặp chở mùa quê tê bó quốc trước. Mắc nguồn di động trên đây không được, mình phải kiếm con khác thay qua nha. Lấy cái con mà ở Nam nãy á, thay qua luôn, thay quân Chitana luôn để mình khò lại trước, khò chân này trước.
Ok mọi người. Ok nha. Chua quá Cortana mà làm một con mà 2-3 bệnh thôi. Không phải dễ ăn nha. Ôi da. Cortana nữa gì vậy? Xin đi anh nha, nó trơn xăng rồi. Còn chút xíu xăng à. Mua cũng có luôn. Sắp két này. Nó bút lên cái này gần tới của cái. Rồi. Ok nha. Chị đẹp nha. Để mình quấn ra luôn nha mọi người. Tiếp tục, tiếp tục. Hai này chúng mình tiếp. Báo gì vậy? Báo tiếng kích tắc. H61 như da vàng nha. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành mình coi. Kích cuồng chạy nha mọi người. Buồn trang có. Không có. Nguyễn 8 có. Buồn này có. Quá xa mắt. Ok này chân. Ok. Tín hiệu. Ok mọi người. Mắc cái 0.9. Mình sẽ test luôn pin sao. Ok.
báo điều này phải cài cái kiosk rồi. Đây với xanh mấy này, với xanh 3.0 không còn cái con sụt đó đâu, sẵn hết luôn. Làm kiosk cái xong mọi người, nó cái điện nó full hoài không bay được nhiều. Cái này nạp iOS là 99% chạy chạy nha mọi người, tại không nạp được cái điện thoại bỏ qua cái iOS nha. Mình sẽ quay lên một cái clip sau kia, mình sẽ quay clip sau nha. Rồi ok mọi người, mọi người thấy video hay cho mình xin like đăng ký nha mọi người. Cái này nạp iOS là chắc ăn 100% chạy mọi người, thì nó đã chạy rồi, nhập iOS zin này zin luôn. Ok mọi người, mọi người thấy hay video hay cho mình xin một like đăng ký nha. Chào tạm biệt mọi người.